Chào tất cả các em đang đến với trang http://vandiauhoc.com. Các em ơi, đây là bài hướng dẫn học sinh làm bài văn biểu cảm tả cây bóng mát, tả cây bàn. Thầy cùng em bắt đầu qua bài học nhé. Đầu tiên là phần khởi động qua câu hỏi cây gì ấy nhỉ? Thầy có câu đố sau: tán xòe một khoảng sân trường, mùa hè nắng lửa vẫn thường xanh tươi, chất chiêu hạt nắng của trời, mùa đông lá thấp lửa người ngoài sân. Đó là cây gì? À, đó chính là cây bàng. Cây bàng hình thành rất quen thuộc với tất cả các em học sinh của chúng ta. Cây bàng sân trường rất quen thuộc. Chúng ta hãy cùng nhau hát bài hát về cây bàng nhé. Chúng ta đầu tiên, bài hát nhắc đến loại cây nào? Mùa đông áo đỏ, mùa hạ áo xanh, cây bàng khi mở hội làng chim đến vây quanh. Nhờ cây bàng chướng ngon, giờ bom sạch gặp cây lá cành. Chim ơi chim, chim đừng buồn đây, em đã ươm nhiều cây cho chim để hót mê say. Chim ơi chim, kia cây bàng đâm chồi, dù nhau về chướng ngon, chim tha hồ mà hót. Vậy bài hát đã nhắc đến loài cây quen thuộc nào đối với những học sinh của chúng ta? Các bạn đều trả lời đó chính là cây gì nhỉ? Cây bàng. Đúng rồi, các em cùng thầy bắt đầu vào đề bài. Hãy đọc tao đề bài cho thầy. Đề bài của chúng ta: hãy tả một cây bàng mà em có dịp quan sát. Bài này yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài này yêu cầu chúng ta tả chứ không phải kể nhé. Đối tượng tả ở đây là gì? Là cây bàng. Vậy thể loại của chúng ta là thể loại văn miêu tả. Kiểu bài là kiểu bài miêu tả cây cối. Đối tượng miêu tả ở đây là một cây bàng mà em có dịp quan sát. Cây bàng này có thể là ở sân trường em, hoặc cũng có thể ở xóm em, hoặc cũng có thể là em đã được nhìn vào đây ở đâu qua đã có dịp quan sát rồi mà ấn tượng nhất để miêu tả. Các bạn hãy nhớ lại cấu tạo bài văn miêu tả cây cối thường có 3 phần. Phần thứ nhất là phần mở bài, em phải tả hoặc em giới thiệu bao quát về cây. Cái này nó có rất nhiều cách mở bài. Sang phần thân bài thì các em có 2 cách tả: tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây. Và 3 là kết bài, có thể nêu lợi ích của cây, ấn tượng đặc biệt về tình cảm hoặc tình cảm của người tả với cây. Để cụ thể vào bài, cấu tạo bài văn miêu tả cây bàng thì chúng ta có những ý gì? Để tả được cây bàng thân thuộc của chúng ta, quen thuộc của chúng ta thì các em cũng phải có 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài. Đầu tiên các em có thể làm mở bài trực tiếp hoặc cũng có thể thì em làm mở bài gián tiếp. Phần thứ hai là phần thân bài. Em có nhiều cách tả, tả đoạn bao quát trước. Bao quát thì em tả từ xa nhìn lại cây bàng như thế nào. Sau đó em nêu được vị trí trồng cây này ở khi nào, trồng nó bao nhiêu tuổi rồi, dáng cây này chiều quằn, chiều lượn, mấy nhánh, cái gì đặc trưng nhất là khoảng mặt em. Sau đó em tả đoạn tả chi tiết, em tập trung vào tìm hiểu những chi tiết nào tiêu biểu nhất của cây bàng. Không phải liệt kê có cây bàng có những gì ta liệt kê hết, như gốc cây có thể cây bàng em thấy đặc điểm của cây bàng nó riêng biệt, chỉ tả một cái gốc cây của cây bàng thôi cũng là được. Thân, cành, tán lá và từng mùa của cây bàng. Rồi em tả hoa, có thể tả quả, hoa bàng thế nào, quả ra sao. Em có thể tả chim chóc, ong bướm, con vật đến với cây bàng. Ngoài con vật ra còn có cả con người, như em, chúng em ở dưới gốc bàng như thế nào. Cuối cùng em tả lợi ích của cây bàng. Đây phần này là phần tả lợi ích. Vậy các em chú ý, ta có thể lá bàng thế nào, bóng mát của cây bàng, cây bàng mang lại vẻ đẹp con trường ta ra sao. Cái phần thân bài này nó có cả 3 cái đoạn này. Thì đây là cách tả của thông thường của các em tiểu học. Đấy. Hết đoạn này em xuống dòng, hết đoạn này xuống dòng, hết đoạn này em phải xuống dòng. Mỗi đoạn diễn đạt ý trọn vẹn như vậy. Sau đó đến phần kết bài. Ở kết bài văn tiểu học, chúng ta cũng làm giống như các bài khác. Có 2 cách: kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng. Kết bài không mở rộng là khép lại về bài đó, về cả cái bài gần câu hoặc 2 câu. Còn kết bài mở rộng nói chuyện khác, mở ra một hướng mới về tả cái bài. Và cụ thể lập ra
Bài chi tiết tả cây cối lớp 4 tả cây bạc như sau. Hãy tả một cái bóng mát mà em biết. Đầu tiên em giới thiệu cây bạc, quan cảnh sân trường. Sân trường có rộng không? Trồng những cây gì? Cây bạc nằm đâu? Nó bao lâu rồi? Sau em thân bài, em miêu tả bao quát cây bạc, cao bao nhiêu tán, có rộng không, thân có sần sùi không. Miêu tả cây bạc trước 4 mùa, như mùa hè thì bạc nặng nề, khoe những chiếc lá to tròn đợi học sinh đến. Mùa thu, lá dần chuyển màu đỏ, học trò thích nhặt lá vàng. Mùa đông, lá vàng rụng, chỉ còn chưa đại thân. Mùa xuân, những chùm non mới mọc xinh xinh, lá non. Và bây giờ, thầy cùng các em tìm hiểu cách viết bài, cách viết mở bài của bài văn tả cây bạc. Mở bài tả cây bạc thì cách 1 là mở bài trực tiếp. Ví dụ như sân trường em có nhiều cây bóng mát, ngay ở cạnh phòng số 5 có một cây bạc già, cây bạc che mát cho cả một xoạn sân rộng. Cách thứ hai là mở bài thứ hai, em đến thăm ai đến thăm trường em cũng đều thấy ngay cây bạc già ở cạnh phòng số 5. Cây bạc đó trồng lâu rồi. Trong sân trường em có rất nhiều trồng rất nhiều cây bóng mát, trong đó em thích nhất là cây bạc ở cửa lớp em. Giới thiệu ngay vị trí của cây bạc này, trong đó em thích nhất là cây bạc ở cửa của lớp em. Rồi em giới thiệu cây bạc đó trồng ở trường. Mở bài của tả cây bạc nó là mở bài gián tiếp. Em giới thiệu cây bạc thông qua một kỷ niệm, thông qua dẫn một câu đố, thông qua một câu hát, thông qua một sự so sánh hay nêu một lời nhận xét. Mở bài tả cây bạc bằng một kể kỷ niệm. Em còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đi học, em đến trường trong sự rụt rè bỡ ngỡ, mọi thứ đều lạ trong mắt em. Cũng dưới gốc bạc này, cô giáo đã lau nước mắt và rủ dành cho em vào lớp. Cây bạc đã quen với em đã 4 năm rồi nhỉ. Cách mở bài thứ hai là mở bài cây bạc dẫn một câu đố. Để mở bài cây bạc dẫn một câu đố thì chúng ta lựa chọn trên mạng hoặc lựa chọn những câu đố mà em đã được tìm hiểu hoặc trong sách cho qua. Vậy tìm một câu đố nào dẫn câu đố đó để vào bài văn. Ví dụ như cây gì tán tròn, mùa hè dập bóng sân trường em chơi, mùa đông gió bấc đầy trời, hằng thiêu cành chùi đã rơi cây buồn. Nhắc đến câu đố này, chắc bạn nào cũng giải được câu đố này nhỉ. Cây bạc đấy, trường tôi cũng có cây bạc đẹp như thế. Chúng ta sang mở bài tả cây bạc bằng câu hát. Các em hãy nhớ lại những lời bài hát nào nhắc đến hình ảnh cây bạc, vì sau đó các em cho vào. Ôi hàng cây xinh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói. Nghe lời hát này lại nhắc em nhớ đến mái trường thân yêu của em, nhớ đến cây bạc già gần phòng số 5 đã gắn bó với em bằng những kỷ niệm. Mở bài tả cây bạc và một sự so sánh. Sân trường em có rất nhiều cây bóng mát, cây phượng mùa hè hoa nở đỏ rực trời, cây gạo đầu trường xuân về thắp nến cả ngày. Cây sung cuối trường luôn mang bao độc biếc, nhưng gần gũi với em hơn cả vẫn là cây bạc cạnh phòng số 5. Các bạn thấy không? Ta nhắc thêm 3 cây đằng trước, sau đó so sánh đưa ra một cây hơn, nhưng gần gũi với em hơn cả vẫn là cây bạc ở cạnh phòng số 5. Cách này cũng rất là dễ viết đúng không? Cách cuối là mở bài tả cây bạc bằng nhận xét. Trong sân trường em có rất nhiều cây bóng mát, mỗi cây vẻ đẹp riêng, nhưng đẹp hơn cả vẫn là cây bạc cổ thụ ngay trước cửa phòng ban giám hiệu. Chúng ta chuyển sang phần cách viết đoạn phần bài tả cây bạc các em ạ. Đây là phần chính của bài văn, là phần viết nhiều hơn. Thì các em có thể đầu tiên có hai cách tả: tả từng bộ phận của cây, tức là tả theo trật tự không gian; tả theo sự phát triển của cây. Cái này học sinh lớp tiểu học chúng ta làm nhiều. Cái này học sinh cấp 2 chúng ta làm nhiều. Học sinh trung học cơ sở làm nhiều. Các bạn tả theo từng bộ phận của cây thì các bạn có ba ý: tả bao quát, tả chi tiết, trong tả với tình cảm hoạt động của con người, thiên nhiên đối với cây. Thì khi tả từng bộ phận của cây, các em phải tả bao quát này: tuổi, cây bàng bao nhiêu, giống này giống bằng gì, ai trồng. Là em phải nêu được tả từng bộ phận của cây: gốc cây, thân cây, cành, tán, lá, hoa và quả. Rồi ý tiếp theo là em phải nêu được tả xung quanh: chim chóc như nào, mùa hè chim gọi đến bao nhiêu là chim, rồi là xung quanh người ta đã làm cho một cái bồn, rồi kê mấy cái ghế đá nơi đó, thì chúng em thường là mùa hè chúng em thường có những ván bi quyết tuyệt, rồi là mùa hè chúng em có thể ngồi đó đọc báo, rồi là mùa hè mưa nhỏ xuống và tắm bằng tre cho những cái ô chẳng ướt đầu em. Hoặc chúng ta có thể tả theo sự phát triển của cây: tả mùa xuân đâm chồi nảy nở gọi đến bao nhiêu là chim, thì mùa hè tỏa tán bàng tỏa tán lá, rồi là mùa thu quả chín vàng gọi đến chào màu sắc sậu, mùa hè mùa đưa đến mùa đông thì lá mùa gọi rét đến, cái bảng chiêu trọi
trộn lẫn cả các nhà vàng với nhau. Không nhất thiết, nhưng các bạn đã không cách làm mới đầu làm thì ta chỉ làm một cách. Và bây giờ thầy giáo mời các em hãy chú ý giả bao quát. Giả bao quát này, em không biết cây bàng được trồng từ bao giờ, em chỉ biết ngay từ ngày đầu tiên cắp sách tới trường thì cây đã đứng ở đó rồi. Từ xa nhìn lại, cây bàng như một chiếc ô xanh khổng lồ mọc vàng mát rượi. Đến gần, cây sừng sững tỏa bóng che mát cả một khoảng sân trường, che mát cho chúng em đi chơi. Dáng cây cao và thẳng, cành cong và nhỏ như chiếc đũa, cành cây tỏa ra mọi phía tạo thành một bóng mát che kín góc sân. Cây bàng còn giống như bác bảo vệ cầm súng và để bảo vệ trường rất ngộ nghĩnh. Mới ngày nào nó còn bé tí vậy mà bây giờ nó đã trở thành bác bàng già và trưởng thành rất nhanh chóng. Thật tuyệt vời, mỗi mùa cây bàng lại có một vẻ đẹp riêng của nó. Đây là đoạn tả bao chi tiết của cây bàng. Chúng ta tả gốc, tả thân, tả cành, tả tán lá, tả hoa quả, nhưng không phải liệt kê nhé, không phải liệt kê. Cây bàng đứng thẳng với những tán lá xanh mát, sử dụng cái quan hệ từ với. Đến gần, nổi bật trước ta là một cây cao to và những tán lá dày đặc. Vậy tả lá thì lá dày đặc là điểm đây, xanh ngắt che dợp cả một khoảng sân rộng. Mỗi trưa tan học, chúng em thường ngồi hóng mát một lúc, tức là gắn bó cả cái cảm giác của con người, của hoạt động con người này. Gốc cây to lâu xỉ nhô lên những cái mắt to như gáo dừa, mấy rễ lớn trồi lên như mời gọi chúng em ngồi lên đó để tránh nghỉ tránh nắng. Tán lá từng tầng tầng lớp lớp xếp đều cao vượt hơn cả mái trường em, thân bản to gần một vòng tay ôm, vỏ màu sáng nhăn nhác, nhiều vết chảy xước dấu tích của từng sự từng trải năm tháng. Trên cao nhiều cành lớn chìa ngang hoặc chênh chếch tạo thành nhiều tầng tán lá. Vậy các bạn thấy rằng cái cây bàng rất lạ. Các bạn nhìn quan sát trong cạnh tranh thì các bạn thấy rằng là cái gốc này nổi lên những u những bướu, thân to xù xì một nâu xì này, tán lá nhiều cành để xòe ra một bên. Đoạn thân bài tả thiên nhiên cho con người, rễ cây to dài đâm sâu xuống đất, có những rễ nổi lên trên mặt đất như những con rắn bò ngang mà dọc. Nhưng những con rắn này hiền lắm, chẳng cắn ai bao giờ đâu. Chúng chỉ ngày đêm âm thầm hút chất dinh dưỡng để nuôi cây. Tập trung tả về đây là tả rễ. Gốc cây được nằm trọn vẹn trong chiếc bồn xinh xắn hình tròn, được bác bảo vệ thợ nề ốp gạch đỏ. Các bạn biết là cái bác bảo vệ đây là con người quan sát, đây là con người tác động với cây bàng. Một chiếc ghế đá đặt ở dưới gốc bàng, giờ ra chơi chúng em ngồi dưới gốc bàng đọc truyện. Nhiều lúc em cứ ngắm mãi cây bàng, ngắm mãi những cục, những sẹo của gốc bàng mốc trắng mà tha hồ thả trí tưởng tượng của chúng như những hình thù bay bổng trong chuyện cổ tích. Đây là một cách, theo cách hai là theo tả về từng thời gian. Tả cây bàng tả về mùa xuân, các bạn nghe. Mùa xuân bàng thức dậy khá muộn so với loài cây khác, những nọc non chồi biết tràn ngập trên những cành cây. Cây bàng gọi đến bao nhiêu là chim, chim chóc hát cả hót cả ngày. Rồi trong cái nắng xuân hồng kia, những chồi non của bàng bắt đầu thắp lửa. Mùa hè, cây bàng bắt đầu ra hoa, hoa bàng màu trắng ngà nhỏ li ti, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, hoa bàng rụng trắng cả sân trường. Hoa bàng rồi quả bắt đầu nhú, khi quả chín nó mang một màu vàng lẫn xanh. Những giờ giải lao, chúng em thường nhặt những quả bàng để chơi chắc, chơi chuyền hay để ăn. Quả bàng ăn không quá ngon, hơi chát nhưng lại khá mềm. Ăn quả bàng luôn gợi nhớ chúng em cảm giác thật thú vị. Từ ngày vào lớp 4, thấm thoát đã 3 tháng rồi trôi qua, chúng em no học hành rồi lâu quên mất màu lá bàng. Giờ đây cái bàng đã rụng gần hết quả, chỉ còn mấy quả chín mọng còn sót lại trên cây. Lá bàng không còn màu xanh đẹp đẽ như nữa mà là màu úa vàng rồi chuyển sang màu đỏ. Những chiếc lá rụng dần xuống đất. Ô, cái màu của lá bàng mùa thu thầy lại thích hơn. Các nhà văn nhà thơ người ta lại thích cái màu đỏ này. Các bạn nhìn đây có một phải một bức tranh tuyệt vời không? Có bức tranh thiên nhiên này có ai vẽ không? Nhưng các bạn thử nhìn xem có bao nhiêu sắc độ trong cái tán lá bàng này không? Đấy, tranh của thầy lấy trên mạng đấy. Nhưng đẹp thật đúng không? Đẹp tuyệt vời. Các bạn cảm giác khi các bạn cảm thấy là xúc động với những điều này, các bạn sẽ biết những câu văn hay. Bức tranh
tuyệt vời. Nhìn, em ngước nhìn, ngửa mặt lên nhìn trên bầu trời. Một bức tranh sinh động, một bức tranh đầy màu sắc. Những chấm đỏ của lá bàng trong nền lá xanh này hiện ra. Đẹp không các em? Rồi, ta chuyển sang tả đến mùa đông, đông về. Những chiếc lá bàng đỏ quạch cong như những chiếc bánh đa nướng. Theo chiều gió rơi nà tả xuống sân, bác bảo vệ Noel quẹt thu chúng lại về đun bếp vừa lượm vừa hồng. Mưa phùn sắc nhẹ, trong cái gian lạnh, những chiếc lá cuối cùng nìa cành từ giã thân mẹ đơn sơ, nhường chỗ cho những em bé sắp chào đời. Cây bàng thì chơi ra những cành bạc cảnh buộc như lên trời. Cách kết đoạn kết bài thì ta có hai cách viết và cách viết kết đoạn đoạn bài kết bài không mở rộng tả cây bàng. Em yêu cây bàng này. Bao giờ kết bài thì cũng đưa cái cảm xúc mình em yêu em ghét. Em yêu cây bàng này nên em không bao giờ bẻ cành hay vặt lá khi có người làm hại cây em ngăn lại. Em bảo vệ cây để bảo các về các bạn có những kỷ niệm như cây của em. Về kết bài khác này, bàng cho em bóng mát, lá bàng dùng để gói xôi và quả chín ăn được, nhân mùi thơm cơ. Cây bàng đã sừng sững nơi đây bao nhiêu năm tháng, luôn theo bước em chân em mỗi buổi đi về. Đó là hình ảnh gắn liền với tuổi nhỏ của em, gắn liền với hình ảnh mái trường thân yêu của em. Xin em mong mai ngày lớn lên em xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp hơn. Cái này các bạn thêm câu là em mong mai này lớn lên em sẽ học tập tốt để xây dựng mái trường thân yêu này xứng đẹp hơn. Hoặc kết bài cách khác này, em rất yêu cây bàng trường em vì bàng đã tỏa bóng mát và là nơi chơi lý tưởng để chúng em chơi đùa thỏa thích. Dù mai sau con lớn hơn, hình ảnh cây bàng và mái trường tiểu học vẫn luôn tương tự trong trí em. Cái này này, cái này này hay là nhẹ nhàng đúng không? Dù mai sau em có lớn hơn, hình ảnh cây bàng và mái trường tiểu học vẫn luôn tâm trí em. Khép lại bài văn, mở ra bài văn là cái bàn, khép lại bài văn cũng là cái bàn. Nhớ nhá, mở ra là cái gì phải khép lại là cái đấy, thế gọi là cái bàn. Các em ạ, các em lưu ý khi các em viết bài văn xong thì các em hãy chú ý cho thầy những ý sau. Thứ nhất là viết thành các đoạn đủ ý sao cho cân đối, sử dụng từ ngữ gợi hình, viết câu có hình ảnh so sánh và nhân hóa, dàn ý phải đủ 3 phần, xem ra đã đủ 3 phần chưa, phần mở thân bài thể hiện được cái trình tự miêu tả chưa, đã chọn được những chi tiết đặc sắc để tả cây cối, tả cái bàn chưa. Khi viết xong cần đọc lại toàn bài, soát lại dấu câu và chính tả. Chào thân ái các em, chúc em có một bài học vui. Hẹn gặp lại các em trong bài sau. Các em hãy yêu cầu những bài nào thầy giáo sẽ cung cấp cho các em. Chào thân ái, bye bye.